Hà Thị Hoa, cỗ máy lớn tuổi nhất giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2022 vẫn hoạt động hết công suất. Giải bóng chuyền vô địch quốc gia đã đi đến những trận đấu cuối cùng, nhưng với Bamboo Airways Vĩnh Phúc thì giải đấu đã chính thức kết thúc khi họ để thua cả hai trận ở vòng trụ hạng trước Kinh Bắc Bắc Ninh và Đắk Lắk. Tân binh của giải vô địch quốc gia tỏ ra lép vế hoàn toàn trước các đội bóng khác khi không thắng nổi một trận đấu nào. Chứng kiến Bamboo Airways Vĩnh Phúc thi đấu mới thấy, dù nhận được sự cổ vũ rất lớn của khán giả trên sân, nhưng đội chủ nhà của bảng B để lại rất ít khoảnh khắc khiến người hâm mộ phấn khích và hài lòng. Nói đi thì cũng phải nói lại, đây mới chỉ là mùa giải tân binh của Vĩnh Phúc tại giải vô địch quốc gia. Cộng với đó là việc mất nhà tài trợ ngay trước thềm giải đấu, khiến cho họ không thể bổ sung lực lượng, làm cho đội hình đã yếu lại còn thiếu. Tiêu biểu nhất là hình ảnh của đội trưởng Hà Thị Hoa. Mặc dù đã gần bước sang tuổi 40, nhưng chuyền hai Hà Thị Hoa vẫn đang thi đấu với phong độ ổn định tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp Hóa chất Đức Giang 2022. Tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp Hóa chất Đức Giang năm nay, Hà Thị Hoa là cầu thủ lớn tuổi nhất giải. Chuyền hai sinh năm 1984, là đầu tàu của chủ nhà bảng B Bamboo Airways Vĩnh Phúc. Năm 2021, Hà Thị Hoa đã ký một bản hợp đồng với Bamboo Airways Vĩnh Phúc với vai trò là cầu thủ tham dự giải bóng chuyền hạng A quốc gia, đặt mục tiêu lên hạng. Tại vòng chung kết, Hà Thị Hoa là một trong số những người có công lớn trong chức vô địch của đội bóng Vĩnh Phúc, sau khi cùng Bamboo Airways Vĩnh Phúc giành quyền thăng hạng lên chơi giải vô địch quốc gia năm 2022. Hà Thị Hoa vẫn luôn là người chị cả, là chỗ dựa cho các lứa đàn em. Mỗi lần ra sân, chị luôn có những lời động viên, khích lệ cho đồng đội. Mặc dù đã bước sang tuổi 38, thế nhưng Hà Thị Hoa vẫn luôn thi đấu tốt. Trong nhiều tình huống đàn em đỡ bước một không tốt, chị vẫn luôn sửa bóng, tạo nên những đường truyền để đồng đội dứt điểm tốt nhất có thể. Ngoài ra, cựu thành viên của đội tuyển quốc gia luôn có những pha bóng thông minh, đánh lừa hàng phòng ngự đối phương. Trong danh sách những vận động viên chuyền hai góp mặt tại giải vô địch quốc gia năm nay, Hà Thị Hoa vẫn là một trong những chuyền hai thi đấu hiệu quả nhất. Tuổi tác và việc rời xa bóng chuyền chuyên nghiệp sau nhiều năm khiến Hà Thị Hoa thừa nhận bản thân chị bị tăng cân và chậm hơn trước. Giờ đây, chuyền hai mang áo số 9 chủ yếu thi đấu bằng kinh nghiệm và là chỗ dựa tinh thần cho đàn em. Năm 2022 cũng là năm thứ hai của bản hợp đồng của Hà Thị Hoa với Bamboo Airways Vĩnh Phúc. Ban huấn luyện vẫn luôn tin tưởng vào tài năng và kinh nghiệm của chị. Tuy nhiên, cũng gần như không tìm ra phương án thay thế hay san sẻ gánh nặng cho một vận động viên sinh năm 1984. Những trận đấu 4 hay 5 set trước Kinh Bắc Bắc Ninh hay Đắk Lắk là thử thách rất lớn với tinh thần và thể lực của chị. Bất chấp kết quả ra sao, vẫn là một điều rất đáng ngưỡng mộ và thật đáng tiếc là chị đã không thể cùng đàn em trụ lại tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia. Điểm số quyết định đã được ghi cho Đắk Lắk và chiến thắng chung cuộc thuộc về Hermie Ban và các đồng đội. Đội trưởng của Đắk Lắk là người đã ghi điểm số cuối cùng vừa rồi. Một cuộc ngược dòng cảm xúc của các cô gái Đắk Lắk.